không nói thằng hiểu chết. Đấy cành cành phi lê cá tít này. Giao đi cắt đầu rồi. Đấy phỏng vấn là phỏng vấn hoa hồng nè, hoa hồng. Đấy đây em ơi. Em ôm bé nhỏ cái lớp qua. Nhìn tay về chiều bên. Cái gì? Thấy xúc động lắm. Quay sát rồi chứ chạy xúc động lắm. Lâu ngày chạy được quay phim. Cái xúc động bồi hồi. Cái bữa mấy chục năm từ nhỏ đến lớn. Cái bữa quay tôm sạch từ nhà Hà Lai chạy cũng được quay đây. Đừng có tưởng đâu. Nha, nhưng mà không biết có thấy mặt chạy hay là thấy tay chạy nó thì chạy không hiểu. Bữa là chạy được ngồi trên số. Rồi những cái lần rửa. Bỏ ruột đây. Chính quay anh tin đi, em nói đúng rồi, cố găng tay găng củi mà. Quần, chứ tôi không có găng tay này là đừng có quay. Sao hết ạ? Nhưng mà sao lại mất vệ sinh được? Tay làm bàn tay thật mà chả thấy lâu giờ lại đeo bàn tay giả. Trời ạ, để rửa cái tay thế nào nó nhìn thấy cái bàn tay nó mất biết đi rồi. Có ai nhìn đâu mà lo. Sao đây không nhìn? Biết. Máu mè nó dính vô đầy. Máu kia rớt hết rồi, thật là cá thân chết. Cá này cá thuộc của Hải Bình thì nhất hóa đây. Càng cá lệch bàng ấy đúng không? Cá thì là cá của lệch bạn thân đá. Hải Hải Bình chị ạ? Thương hiệu nha, em là thì... không à, thì nhà em là thương hiệu hải sản bên đâu chị mà lên tìm hải sản bên là lo cho tụi em ra và để nhà đoàn phi lê phi lê lấy ăn nhau là ăn nhau cái thương hiệu nó với giá sản phẩm nó với cái hải sản Hải Bình là được rồi. Đó là bao giờ lên Facebook còn rõ à, đúng rồi, lên về lên Hugo này là một, Facebook là hai, cái gõ hải sản Hải Bình là ra. Hải sản Hải Bình. Lấy tên quê hương mình luôn mà. Hải sản là mình hải sản, Hải Bình là xã là Hải Bình. Là Gia Lô Yên Dương. Đúng rồi. Gia Lô Yên Dương. Là Gia Lô Yên Dương. Cắt phi lê bỏ bỏ xương ra, bỏ đuôi ra. Bỏ xương, bỏ đuôi. Còn mấy khúc nạc không? Nạc sạch 100%, không có hóa chất. Cá tươi nguyên chất. Đánh từ biển về, không phải đánh từ bể đâu, đánh từ biển nhá. Tí nha. Làm lại tí có một câu tí á. Ai có đầu cá không nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Mua đâu. Cái xương đã là mua lên. Mua nhiều mình giống mình làm nhiều mình cánh nhà máy. Để
từ phút ban đầu người ta bị người ta không biết lê. Điện từ phút ban đầu thì bên chị Vinh này có khâu đánh vảy này. À bên bên như bên móc ruột nữa chứ. Móc ruột đánh vảy nữa. Vậy các phạm vô lấy đi lưng à, còn lắm cá của người ta nữa. Tưởng là sao cơ. Thì người ta lấy lưng lấy bọc nhiều lắm. Cô lấy lưng không thôi. Thì còn đâu nữa. Chờ bọc nó xương cả. Xương. Đã thêm cái chi mới gì. Chuột các bạn còn bạn đi nghe vừa lấy ruột. Nói làm gì, thiếu đại ruột đi ba.